Có ý nghĩa là nếu như chúng mình đến được với nhau thì giống như những ba chú cá này, anh em và con gái của em có thể sống hạnh phúc. Ờ, cảm ơn em. Em thấy cô ấy rất là xinh đẹp và dễ thương, cảm thấy rất là thân thiện và gần gũi. Em hy vọng là cô ấy sẽ bấm nút chọn em hôm nay. Rồi, ngồi đi em. Mời bạn nữ. Rồi, mời em. Rồi, giới thiệu về mình đi em gái. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ, à, chào anh Quyền Linh và chào bạn trai bên kia. Chào em. Em là Trần Thị Ngân ạ, à. Em quê ở Bắc Ninh, hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương ạ. À. Em đang làm công việc gì? Dạ, em là giáo viên mầm non ạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Nếu mà theo giấy tờ thì em 29 tuổi, còn thực tế thì em là 30 tuổi rồi. 30? Wow, mà còn quá trẻ luôn. Mời bạn trai. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý khán giả và bạn nữ bên kia hàng rào. Mình tên là Đặng Hải Đảo, mình 33 tuổi. Tên dữ ta. Quá đặc biệt không anh? Đặc biệt. Đảo làm nghề gì? À, em là công nhân sản xuất giày da ở Bình Dương ạ. Quê hương của mình là gói gọn trong hai câu thơ: Tháp 10 đẹp nhất Phong Sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. À. Hai bạn hỏi coi gần nhau không? Em ở Dị An, còn anh ở đâu anh? Anh ở Thuận An em ạ. Thuận An à, cũng gần. Rồi vậy là được rồi ha, hẹn hò cũng dễ. Rồi ưu điểm khuyết điểm của em là gì Ngân? Chắc ưu điểm em cũng không có nhiều đâu. Thì cũng biết nấu ăn, công việc gia đình thì cũng biết làm hết. Khuyết điểm thì em như theo mẹ em thì cũng còn chưa có được gọn gàng lắm. Tại mẹ em rất là khó về cái vấn đề đó. Bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì Đảo ơi? Dạ, ưu điểm của em là có tính tự lập, yêu thích thể thao, âm nhạc và đọc sách. Thể thao thì em thích nhất là bóng đá, còn âm nhạc thì em thích hát nhạc trữ tình, còn đọc sách thì em thích đọc lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới, sách Đôi Môi và sách cả Conan nữa. Trời ơi, hay quá. Trữ tình hát bài nhạc bài gì đâu, hát thử đoạn nghe coi Đảo. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không kịp mời. Đường chim trời đây đó bốn phương, đưa đầu nón giữa điên vượt suối. Nhờ mấy trời rồi mình đưa tin, rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Em xin hát ạ. Rồi. Dễ thương. Bây giờ mình vô tới tình trường đi. Trong tình yêu thì em yêu và đã từng kết hôn. À. Dạ, em yêu một người duy nhất và cũng là người chồng đã từng kết hôn với em. Rồi mình kết hôn được bao lâu? Thời gian cũng không có nhiều chị. Khi bọn em bọn em yêu nhau từ hồi còn sinh viên á. Sau khi mà vừa ra trường cái là kết hôn. Rồi em về cũng sống chung với gia đình nhà chồng nữa. Rồi em có em bé luôn. À. Đây, kinh tế thì cũng chưa có được tốt lắm. Bé của em thì bé trai hay bé gái? Dạ, bé gái á. Bé gái. Anh cũng không có chia sẻ gì nhiều với em trong việc chăm sóc con ấy cả. Thời gian sau em phát hiện ra là anh có nhắn tin qua lại với bạn gái cũ á. Bây giờ là chia tay được bao lâu rồi? Đã chia tay được 3-4 năm rồi. 3-4 năm rồi. Dạ. Là bây giờ có còn liên lạc, còn dính líu gì không? Giấy tờ là xong xuôi hết chưa? Dạ, xong xuôi hết từ lâu rồi chị. À, dạ. Bây giờ con gái là ở với em? Con gái thì ở với em. Anh ấy theo vẫn còn có chu cấp không? Lại. Có chu cấp theo quy định của tòa. À. Rồi, con gái bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ, con em được 5 tuổi rồi anh. À, hôm nay mình đi có đem con theo không? Dạ, có. À, bé gái ngồi dưới đó dạ, hả? Bé gái à, 5 tuổi rồi, dễ thương dạ. Quá ha. Còn em? Tình trường thế nào? Em có hai mối tình, trong đó có mối tình cũng đã pháp luật hợp pháp quá. Tức là kết hôn rồi luôn. Nhưng mà cũng đã chia tay cũng khá lâu, cũng đã 7 năm rồi. Mình có dạ. Cháu nào chưa em? Chưa chị ạ. Chưa à, có. Lý do tại sao bạn chia tay với vợ mình? À, nguyên nhân thì có lẽ là vợ em quá áp đặt. Cô ấy cũng đã thay đổi, có mối tình khác nên bọn em chia tay. Như là duyên nợ, không biết như thế nào nha. Nhưng có duyên đó, hai người cùng chung cảnh ngộ đó. Bây giờ chúng ta đang tìm một cái tương lai mới cho hai đứa nha. Em gái, em muốn tìm một người như thế nào để có thể vững tin hơn cái người đầu tiên? Về ngoại hình thì bình thường thôi anh ạ. Ưa nhìn là được, dễ nhìn là được. Còn quan trọng là tính cách. Rồi em muốn một người đàn ông phải trung thực, trung thủy trong tình yêu và thật là nghiêm túc trong hôn nhân. Nói chung mình đã gãy đổ một lần thì mình cũng không đòi hỏi gì nhiều. Dạ, đúng rồi. Chỉ cần yêu thương mình, giờ là dạ, yêu thương rồi. Cả con mình dạ, nữa, chăm sóc cho mình là đủ ha. Dạ, đúng rồi. Rồi. À, bạn trai, bây giờ em mong muốn tìm một người vợ tương lai mình như thế nào? Về ngoại hình thì em cần một người con gái cao khoảng 1m5 trở lên. Có mái tóc dài, gương mặt phúc hậu, không cần xinh đẹp như Hiếu Kiều đâu nhưng cũng đừng có tệ như Hiếu Nở là được. Rồi tính cách thì siêng năng, thật thà, tốt bụng, có tinh thần cầu tiến, có ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống là được.
Rồi. Bây giờ công việc của em là ổn định rồi đúng không em trai? Dạ ổn định ạ. Khi em nghe câu chuyện của bên bạn gái cái hoàn cảnh vậy thì em có ngại gì không? Không, em nghĩ mỗi người đều có một hoàn cảnh, một quá khứ. Quan trọng là mình phải biết bỏ quá khứ và mình hướng đến tương lai. Vậy mình định lập nghiệp ở đâu? Em định lập nghiệp và sống lâu dài ở Bình Dương. Bình Dương. Nếu được thì bao giờ mình sẽ tiến tới hôn nhân nữa? Nếu được là cưới liền. Cưới liền. À, hiện tại là em đang sống với ai? Mình sống của mình à. Mình đã có được nhà riêng cho em hay mình chưa, đang ở trọ? Em vẫn còn ở trọ. Em nhắm là em có thể thương con của vợ mình như con mình không? Nếu bạn gái mà cảm nhận được em thì em cũng sẽ thương con bạn gái như là con của em thôi. Rồi. Chị thì chị thấy cũng được đó. Để anh qua xem đàn gái thế nào rồi mình tính nha. Em chào anh. Chào em gái. Dạ. Dễ thương. Người ta nói đúng là hồng nhan thì bạc phận. Đúng là như vậy, rất là dễ thương. Con gái, ôi sao buồn vậy con? Đang nhìn con kỹ chú bên đó đó. Con ngủ hả? À, cái công việc của em ổn định không em? Dạ em là giáo viên mầm non thì đang làm giáo viên của nhà nước nên là ổn định. Hy vọng rằng nếu mà hai người kết hợp với nhau, phát triển kinh tế gia đình, yêu thương nhau là được rồi ha. Dạ. Quan trọng là lo cho cô con gái kìa. Vâng, đúng rồi anh. Rồi, đàn trai quá chịu. Trời, vậy là vui rồi ha. Được. Bây giờ mình giao lưu với người thân đi, mình hỏi thêm ý kiến. Hôm nay thì em gái đi với ai? Dạ, hôm nay em đến đây với anh trai, con gái, với cô hiệu trưởng và các bạn đồng nghiệp nữa. À, rồi, dạ. Bây giờ em muốn nghe ý kiến của ai nè? À, cho cô hiệu trưởng trước đi ạ. Dạ, dạ, mọi người chào cô ạ. Em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào cô. Xin chào chị Cát Tường. Cũng xin nói nè, ở trường thì còn ba cô là chưa có gia đình, thì cũng hứa với các cô là trước khi về hưu thì sẽ cố gắng để gả chồng cho các cô này, xong xuôi là sẽ đi về hưu. Mà cũng may lắm, hôm nay 53 tuổi rồi, còn có 2 năm mà còn tới ba cô lận, mà hôm nay nghe cổ mời đi cũng mừng lắm. Coi như là em trai bên này thì nói chung là nhìn qua cái phong cách bề ngoài thì thấy là cũng là thật thà, chân chất. Xin ý kiến của anh trai ạ. Em cũng chẳng muốn nói gì nhiều, nhưng nói mong sao là hai bạn là tìm hiểu cho thật kỹ. Đôi bên cùng đổ vỡ rồi thì nói chung là bây giờ mình làm sao để cho chín chắn hơn. Để mà đòi hỏi thì không có đòi hỏi gì hết á. Nói chung là sống tốt và trung thực, biết lo cho gia đình và đối nhân xử thế nội ngoại là tốt rồi. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, bạn trai đi với ai? À, em đi với bà ngoại nuôi và một anh cầm hương. Chào ngoại. Chào dạ, ngoại. Con chào bà ngoại ạ. Dạ cô. Dạ. Cô Quốc Tường, chú Hoài Linh. Dạ, dạ ngoại. Hải Đảo thì nó ở nhà tổ tôi đã 6-7 năm rồi. Mà giờ thì cũng tánh tình dễ thương, cũng hiền hậu. Bây giờ nó cũng tôi thì tôi coi nó cũng như là con cháu, mà nó coi tôi thì giống nội ngoại. Bây giờ tôi cũng đến đây rồi cũng mong cho hai đứa nó được hợp duyên, biến tới cuộc hôn nhân. Cô dâu tương lai bên này ngoại thấy làm sao? Cháu này nó cũng được, cũng dễ thương, cũng tính tình hiền hậu. Tôi cũng mong cho hai đứa nó biến tới cuộc hôn nhân, trăm năm hạnh phúc. Ông ngoại đâu rồi? Ông ngoại không còn. Vậy bữa nào con tìm ông ngoại cho bà ngoại nha. Dạ, dạ cảm ơn ngoại. Cảm ơn ngoại. Thôi bây giờ cho chúng ta bắt đầu mở rào nha. Hai mở hàng rào ha. Chào tạm biệt, gặp em đứng bóng vàng tặng em. Hy vọng em thích. Dạ em cảm ơn. Em cũng chuẩn bị một món quà tặng anh. Đó là một hồ cá nhỏ thôi, với ba con cá nhỏ xinh. Có ý nghĩa là nếu như chúng mình đến được với nhau thì giống như những ba chú cá này, anh em và con gái của em có thể sống hạnh phúc. Cảm ơn em. Em mốt về anh bỏ vô thêm hai con cá nữa. Hai con cá của em. Đúng rồi, hai con cá của em. Dạ, theo thời gian số lượng cá sẽ tăng lên. À, anh thích thể thao nên anh cũng tặng em một bộ đồ thể thao. Quay sau lưng em. Sau lưng là vừa đấy. Quay kìa em. Quay sau lưng mặt nữa. Kia, mặt kia. Mặt kia kìa. À, bên này hả? À. Trời ơi, Messi hả? Thần tượng của anh à. Để nói cái nghĩa của cái áo này. Vì đây là áo của đội tuyển Việt Nam. Còn Messi và số 10 là số áo của anh ấy là thần tượng của anh. Còn chữ I love you là anh dành tặng cho em bữa hôm nay. Trời ơi, sao nó nhiều ý nghĩa quá vậy? Rồi, cảm ơn anh. Lần đầu tiên gặp anh em có cảm nhận gì không?
Nói chung là bên ngoài là quá chuẩn so với yêu cầu của em. Cảm ơn. Đối với anh thì anh rất là quan tâm bạn gái, nhất là cũng nói là vợ mình. Nhưng hôm nay được hẹn hò với em, được yêu với em thì quả là hạnh phúc với anh. Khi mà có bạn trai em thích bạn trai mình dẫn đi chơi đâu không? Em cũng thích đi du lịch. Dạ. Yeah. Dạ. Đi phượt không? Cũng thích hơi lãng mạn xíu, đi phượt ok luôn. Yeah. Thì như anh đã biết rồi đó, em đã kết hôn và có bé gái 5 tuổi rồi. Anh thấy có e ngại hay có vấn đề gì không? Không sao, tại vì anh lúc nãy đã nói rồi, đó là quá khứ. Mình cứ nhìn quá khứ đó, mình cứ nhìn lại, mình càng đau khổ thì không bao giờ mình có hạnh phúc nữa. Anh có hút thuốc không anh? Không. Còn nhậu thì sao? Nhậu thì chỉ uống xã giao, còn thường là anh rút lắm. Bạn bè rủ hoài mình cũng không uống nữa. Nhiều khi nó cứ chơi đàn ông gì không biết hút thuốc, không hút nhậu nữa. Dạ, tại em cũng không thích đàn ông nhậu. Em có ngại là người ở quê miền Tây không? Người miền Tây thì theo em được biết, với em có bác ở đó, em cũng tiếp xúc nhiều, là thường là họ rất là thật thà. Anh cũng dạ. Nghĩ vậy đó. Mà cũng sống cũng hòa đồng nữa. Nếu hôm nay mình hẹn hò nhau thì khoảng một năm trở lại, anh nhất định sẽ làm một đám cưới cho em, để cho em lấy lại hạnh phúc hơn mối tình đầu. Dạ. Em cũng muốn là anh biểu diễn cái thật tưng bóng cho em coi với mọi người đây không? Dạ, anh biểu diễn cho mọi người cùng coi đấy. Em cũng muốn xem cái tài năng thể thao của anh như thế nào. Anh sợ lên đây cũng quá anh tưng không được. có gì em bỏ qua cho anh nha. Dạ. Cho em làm lại cái nữa nha. Được rồi. Tại vì này khó. Được rồi đó. Cái tài lẻ thì giúp về chứng minh cho ấy. Quan trọng là chúng ta chứng minh được chúng ta yêu thương con của ấy là được rồi. Anh thấy đẹp cô gái rất là dễ thương ha. Nếu như mà mình hợp nhau thì cô ấy cũng sẽ là một trong những cái nơi để có thể chia sẻ với em tất cả mọi thứ. Chàng trai miền Tây cũng thật thà ha. Yeah. Em hy vọng là sẽ cũng một tình kết thúc có hậu trong buổi hôm nay. Yeah. Bây giờ trước khi chúng ta tiến hành bấm nút thì mình hãy nói tất cả những gì mình suy nghĩ về người đối diện. Em thấy cô ấy rất là xinh đẹp và dễ thương, cảm thấy rất là thân thiện và gần gũi. Em hy vọng là cô ấy sẽ bấm nút chọn em hôm nay. Em có thích cô ấy không? Rất thích. Tim em có rung động không? Anh thích hả? Thật không? Thật mà. Thề đi. Em thề đó. Em gái muốn nói gì với chàng trai này? Nếu mà đến được với nhau thì hy vọng là anh sẽ chia sẻ với em mọi những vui buồn, khó khăn trong cuộc sống. Mẹ và anh trai là một chỗ dựa tinh thần rất là lớn đối với em từ trước đến giờ, cho em vượt qua rất là nhiều khó khăn. Nên là em hy vọng là anh sẽ là một chỗ dựa tinh thần thứ hai của em. Thôi chúng ta để tay vào nút bấm đi. Bây giờ vấn đề quan trọng là có chấp nhận hay không, có bấm nút hay không. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Hãy đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng nha. Chúc mừng. Nào, để bóng đây đi. Nắm tay nhau đi hai bạn. Nắm tay nhau đi nào. Nắm thật chặt nào. Cứng giữ tay thật chặt nha. Cố gắng. Em sẽ không bao giờ buồn nữa. Không bao giờ buồn nha. Hy vọng rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với hai bạn. Vậy cũng hy vọng là sớm nhận được tin vui từ hai em nha. Yeah. Đây là chiếc vé xem phim gặp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Chúng ta sẽ gặp gỡ chàng trai đầu tiên trong ngày hôm nay. Xin mời. Chào. Wow. Đẹp trai quá. Đồ con ha. Đẹp không? Đẹp. Thiệt không? Đẹp trai này nghe đẹp trai bên kia chị Cát Tường dưới khoái rồi. Em tên là gì? Dạ em tên Tấn. Tấn? Mấy tấn? Dạ 3 tấn. Tấn làm nghề gì? Dạ em hiện giờ là nhân viên kinh doanh anh. Bao nhiêu tuổi Tấn? Dạ nay 28 tuổi anh. Rồi. Dạ bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào chị. Em tên là gì? Dạ em tên là Lê Huỳnh Anh ạ. Anh bao nhiêu tuổi? Dạ em 24 tuổi. 24 mình đang làm công việc gì anh? Dạ hiện tại em đang làm công việc nhân viên văn phòng ạ. Ở bên đây cũng rất là xinh gái, bên kia thì lại đẹp trai. Mà tại sao bạn xinh gái như thế này mà lại ế? Thật ra lúc trước em học chuyên ngành chính của em, lúc trước em chọn là ngành bác sĩ pháp y. Bác sĩ pháp y là mình mổ xẻ rồi này kia hả? Dạ em học chuyên về mổ xác.
Trời đất ơi, ghê vậy. Cô này cá tính mạnh này nha. Nhưng mà sao mình đang học cái đó là mình lại chuyển qua ngành khác? Em thấy cái ngành này thì mình có gia đình. Là sao? Tại vì thường thường mà tâm lý mà một người mà muốn tìm hiểu mà để quen với mình mà người ta nghe mình đúng rồi ngành mổ xác thì người ta sẽ rất là dễ. Nhưng mà lý do tại sao xưa bạn lại chọn cái nghề đó bạn? Em thích ngành này vì em thích sự khám phá. Đó rồi. Cũng là một cái suy nghĩ, một cái cá tính rất là mạnh. Như vậy là bạn Tấn, bạn thấy được cá tính của bạn bên kia rồi ha. Bạn là kinh doanh. Dạ. Bạn làm được bao nhiêu lâu rồi? Cũng 4 năm rồi anh. Bạn rất đẹp trai, cao to. Mà cái này chị Cát Tường nói là thích đẹp trai thôi. Thấy mới tin nha, chứ còn quảng cáo không có tin đâu. Những người đẹp trai rất đào hoa. Dạ. Rất là nhiều người phụ nữ đẹp bên cạnh mình. Dạ. Tại sao đến bây giờ bạn vẫn chưa tìm được một nửa cho bạn? Ý anh nói là nhiều người mà đẹp trai thì có nhiều mối này kia, cho nên những bạn nữ em quen thì họ cũng nghĩ như anh luôn. Cho nên khi mà em bắt đầu câu chuyện này kia thì rất là khó. Thì lúc đầu là người ta nghĩ là mình sẽ không chung thủy. Thứ hai nữa là trong cái công việc em này kia đó thì thời gian em không có nhiều tìm hiểu. Khi em làm này kia về rồi em có đi học này kia. Bạn học gì thêm nữa hả? Dạ, em học Anh văn nữa anh. Ở trong cơ quan của bạn tôi nghĩ là rất nhiều bạn gái xinh đẹp. Không lẽ mình không tìm hiểu được một người nào đó? Không, dù rồi tôi có thấy báo chí đăng rất là nhiều là tình công sở. Không. Dạ. Lẽ chẳng có một chút tình nào công sở hay sao? Nói thật, ngày khi mà hồi xưa em làm á thì có, nhưng mà trong công ty á cái công việc mình nhiều khi mình không có cư xử như một người bạn trai được. Ủa sao vậy? Dạ, tại vì thấy dụ như công ty công việc thì phải ra công việc, cho nên nhiều khi em sợ nữ á sẽ không có hiểu cho mình, cho nên em không có quen trong công ty này vậy. Dạ. Bạn Anh ơi, tại sao bạn biết chương trình này mà đến tham gia? Dạ, mẹ em đăng ký tham gia chương trình này cho em. Mẹ đăng ký? Dạ, mẹ em cũng muốn tham gia chương trình luôn. Mẹ muốn tham gia luôn mẹ hả? Mẹ muốn tham gia luôn hả? Mẹ đâu? Mẹ sao mẹ không tham gia? Dạ, mẹ có chút việc nhà nên mẹ không có tham gia chương trình được ạ. À. À. Dạ. Vậy mời mẹ đăng ký nha, ghi tên luôn đi Cát Tường. Mẹ đăng ký chưa? Mẹ em đăng ký rồi. À, đăng ký rồi. Bây giờ mà để cho con đi trước coi tìm được bạn trước rồi mẹ mới tìm sau. Dạ. Dạ, hay cái này hay nha. Hay à, cái vụ này tôi hay nói Cát Tường là làm luôn hai mối luôn á. À, vậy mẹ em hiện giờ đang làm công việc gì? Nhà em có ba anh chị em ở nhà. À, mẹ ở dưới quê Cà Mau ở với anh trai. Còn em ở đây với em trai em. À, có nghĩa là nếu mai mốt mẹ lên tham gia chương trình là đi từ Cà Mau lên. Dạ. Mẹ ở không bao lâu rồi? À, ba mẹ ly dị 10 năm rồi. Rồi, mình làm con cái mình cũng phải lo tìm đường cho mẹ mình trước nha. Rồi, Tấn, bây giờ tôi hỏi dạ, Tấn rồi. Nè. Bạn tham gia rồi còn ba bạn sao? Thì kì dánh lên. Thôi tôi hỏi mối dò vậy thôi mà. Hỏi sao anh biết à? À, hỏi thử coi ba bạn sao, nhà sao? Dạ ba em ở nhà thì cũng ở nhà thôi, nhưng mà thì em cũng muốn tìm cái mối cho trai em. Trời. Vậy là ba cũng đang hồng không chiếc bóng hả? Dạ. Rồi hợp lý luôn. Bữa nay là coi như gom gọn hai mối luôn. À, bây giờ hỏi thử nha. Ba bạn khoảng bao nhiêu tuổi rồi? Ba em khoảng 55 anh. 55. À, mẹ em nhiêu tuổi? Dạ 54. Rồi hả luôn. Trời, ok. Đăng ký ba bạn tên gì nó luôn đi. Dạ ba em tên Minh. Minh Minh. Dạ. Mẹ bạn tên gì bạn? Dạ mẹ em tên Trần Tiết Liễu à. Tên Liễu. Rồi người tên Liễu tên Minh quý vị nhớ nha. Sẽ có một lần một người tên Liễu một người tên Minh ngồi đây nha. Mốt chương trình ghép đôi đó nha. Dạ. Vậy bây giờ bạn muốn điều gì ở người bạn trai của mình? Thật ra em thích một người bạn trai phải có tính trung thực, phải có sự rõ ràng, và đặc biệt là trong cuộc sống của người đó phải có xác định rõ mục tiêu mình sống như điều gì và ước muốn điều gì, mình sẽ làm được điều gì. Khi công việc ổn định rồi thì mình sẽ lo được cho gia đình. Điều gì em không thích ở người bạn trai của mình? Không có lễ phép và không biết chuyện. Cái thứ hai là không thành thật. Bạn có thành thật không? Phải không? Thành thật. Có lễ phép không? Dạ lễ phép. Trung thủy không? Dạ trung thủy. Trung thực không? Trung thực. Ê, những điều gì mà bạn thích ở người con gái? Trước tiên cũng phải lễ phép, thứ hai là biết cách cư xử với người lớn, thứ ba là vui vẻ, biết là bắt chuyện. Tại vì em cũng tương đối là nói chung ở ngoài thì em chung hơi lạnh lùng, nên là không có nhiều chuyện để nói. Cho nên muốn bạn gái em thì có vui vui chút. Muốn bạn gái nhiều chuyện đúng không? Dạ. Bạn có một kế hoạch vào cho tương lai giống như bạn gái yêu cầu bên kia không? Dạ có anh. Mục đích của bạn như thế nào? Em cũng muốn là tìm hiểu bạn gái em, xong rồi em sẽ về nhà bạn gái em chơi thì em sẽ thể hiện cái lễ phép và cái kính trọng. Thứ nhất là để cho người nhà của bạn gái em đánh giá em, xong thì bạn gái em muốn gì nó cũng rõ ràng như vậy. Có mục đích đàng hoàng luôn, rất rõ bên ràng. Bên đây á là muốn nếu mà có bạn gái thì muốn đến thăm gia đình của bạn gái. À, em thì lại thích người bạn trai là lễ phép. Thì yeah. Bây giờ nếu như bây giờ các anh bạn bên này là mình chịu rồi đó thì em có ý định dẫn bạn về thăm mẹ em ở dưới Cà Mau không? Tại tính em hơi kỹ tính, em phải tìm hiểu kỹ rồi mới dẫn về nhà. Mà nếu bạn nó đi là có dẫn ba đi theo nữa.
thăm gia đình luôn. À, nói đùa bây giờ em có một cái điều gì không thích ở người bạn trai của mình nữa không? Về ngoại hình đi. Không thích con trai miệng rộng. Cái gì? Miệng rộng hả? Tại sao? Miệng này nhỏ lắm. Quay cái miệng qua coi. Túm lại nhíu nhíu đừng có cười to quá. Chúc hỏi, em ở đâu vậy? Là em là Chúc nha không? Dạ. Dễ thương. Dạ. Nhớ đi thì nhớ dắt ba theo nha. Dạ. Về nói ba lập hồ sơ đăng ký bạn muốn hẹn hò luôn nha. Dạ. Đó, dạ. Nhớ nha. Dạ. Được á, chị thấy dễ thương đó. Dạ. Liều lát nói chuyện nhớ túm túm cái miệng lại chút. Dạ. Không, dễ thương đó em. Sao? Bà thấy Cà Mau sao không? Dạ, không xa. Không sao. Không, cho nghe nói Cà Mau xa lắm. Ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Đi không? Xa quá có đi không? Đi nha, đi Cà Mau dạ, nha dạ. Cà Mau có nhiều món ăn hấp dẫn lắm dạ. Xin chào bạn. Anh Duyên Linh. Bây giờ thì tôi nghĩ rằng cái duyên nó gần đến với bạn rồi đó dạ. Tôi nghĩ rằng hai người rất là hợp. Tôi hỏi bạn nè, bạn có thích đẹp trai không? Đẹp vừa thôi. Đẹp trai quá không phải của mình, của người khác. Thấy chưa? Thấy chị Cát Tường thấy chưa? Đừng có đẹp trai quá nha. Đẹp trai như tôi là không được đâu. Trời ơi. Nói luôn. Thôi và bây giờ chúng ta hãy kéo màn lên để cho hai bạn trẻ có thể nhìn nhau. Nhìn giùm luôn cho cả ba mẹ của mình. Bạn có thích đẹp gái không? Dạ thích. Thích đẹp gái hả? Dạ. Nhìn là thích đẹp gái không? Dạ. Đẹp gái đào hoa lắm nha. Đẹp gái không phải của mình đó. Vừa vừa thôi. Nhưng bạn ở đây đẹp thiệt. Phải tự tin lên chứ. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau. 2 phút bắt đầu. Em chào anh. Chào em. Dạ. Anh có điều gì muốn nói không? Giả sử như khi tìm hiểu xong cho bé về nhà em không? Dạ anh được à. Chưa bấm nút gì à. Về chi à. Hỏi anh miệng có rộng không? Còn anh thấy miệng em sao? Dạ bình thường à. Dạ. Ở khi mà đi chơi tụi em thích đi chơi những nơi nào? Nơi nào mà vui là cũng được, nhưng mình hạn chế đừng có đông người ha. À, đủ 2 người được. Dạ không ạ. Anh nghĩ sao với em ạ? À? Em dễ thương. Dạ tháng. Em cảm ơn anh. Anh ơi vậy anh có bấm nút không? Hết à. Cảm ơn trả lời. Tại vì đó là bí mật của anh. Dạ rồi em cảm ơn anh. Thì anh và em hẹn hò á, trong cuộc nói chuyện hai người á thì em không thích những cái gì ở bạn trai? Em không thích người trễ giờ. Cái thứ hai là khi hẹn hò thì biết xác định rõ địa điểm để mình đi. Em không thích phải kiếm chỗ. Cái thứ ba là trong quá trình mình nói chuyện thì em không thích một người mà nói chuyện quá nhanh hay là quá cứng nhắc hoặc là lãng mạn quá, em cũng không thích. Dạ. Em thích một người là làm việc gì là phải có sự rõ ràng là mình làm gì kế tiếp. Trước khi gặp nhau viết những cái sớ là bữa nay cũng làm gì. Ủa mà em thích hẹn hò ở đâu? Phải chọn địa điểm trước thì hỏi thử coi thích ở đâu luôn cho để chọn trật à. Thì sẽ như trên phố thì em thích hẹn hò những nơi nào? Ai thích những quán cà phê mình lịch sự. Có nhạc thì nhạc như thế nào? Ý là nhạc nhẹ hay nhạc dịch? Nhưng trong quán thì em thích nhạc nhẹ hay là nhạc em không thích nhạc nhẹ quá. Chung là trung bình. Dạ đúng rồi ạ. Giờ anh đồng ý. Mà trong ánh sáng hay trong bóng tối? Dạ ánh sáng à. Tôi lo cho em quá, tôi hỏi giùm đó. Hỏi gì hỏi nữa đi để anh hỏi đi. Hơi khó đó. Em có gì hỏi anh không? Anh đừng có run. Làm gì run dữ vậy? Em đâu có run sao anh run vậy? Anh không thích người mẫu người bạn gái mình sao? Thích như em là được rồi. Cảm ơn anh. Thôi hết giờ. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không hẹn hò. 1 2 Thằng ngủ đi. Ba má không biết có đang theo dõi không. 3 Rất là dễ thương, bạn cảm nhận như thế nào về người bạn trai kế bên? Nhìn không mà anh ấy dễ gần, có thể mình tin tưởng được à? Đúng. Còn em thấy sao? Còn em dễ thương. Là... Nắm tay nhau đi. Dạ. Nắm tay nhau đi. Sao, cảm nhận sao? Dạ nóng quá. Được không? Nhắm được không? Có truyền điện gì chưa? Có đúng không? Chúc mừng hai bạn.
Em mà thấy bạn trai mà chát chít với con nào là hôm sau em cho lên đường. Mà em hỏi là bây giờ theo nó hay theo tôi? Trời ơi. Trời. Mời bạn nam. Rồi, ngồi với bạn. Mời bạn nữ. Rồi, chào hai bạn. Rồi, ưu tiên em gái giới thiệu trước đi em. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Quyên, năm nay em 21 tuổi. Em quê em ở Kiên Giang. Em đang sinh sống và làm việc tại quận 12 ở công ty may, em trực tiếp may luôn ạ. Dạ, em xin kính chào anh Nguyễn Linh, chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Hải Đăng. Em 27 tuổi. Quê em ở Gò Công, Tiền Giang. Công việc hiện tại của em là thi công bên điện và nước. Em làm việc ở đâu? Dạ, em làm việc ở quận 12. Muốn về Kiên Giang phải đi qua Tiền Giang. Dạ, đúng. Ưu điểm và khuyết điểm của mình thì bạn trai? Dạ, ưu điểm của em thì cũng mình nắm bắt công việc tốt, chăm chỉ làm việc. Chúng em cũng biết nấu ăn, làm việc gia đình. Cái khuyết điểm em là cũng hay nóng tính đó mà. Mình có tật xấu gì không? Xấu em thì có nhậu chị. Trước em uống dữ lắm, mà giờ này em bỏ rồi. Nhiều nhất là bao nhiêu? Em uống gần nào mà hết bia là em nghỉ luôn đó chị. Trời đất ơi. Em cũng cỡ vậy á. Hả? Hả? Uống bia hay uống rượu? Dạ cái nào cũng chơi được hết. Trời ơi. Hai người này thôi thua rồi. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Khuyết điểm em trước đi thì nhiều lắm. Em hay quên, em ghen cực kỳ luôn. Em mà thấy bạn trai mà chát chít với con nào là hôm sau em cho lên đường. Em cho con đó lên đường chứ không phải là bồ em. Trời ơi. Trời đất ơi trời. Mà em hỏi là bây giờ theo nó hay theo tôi? Kèm theo em thì chịu thôi. Ghê quá. Tôi nghe tôi thấy tôi hơi giận người đó nghe. Em gái có mấy mối tình rồi em gái? Dạ em có hai mối tình. Cái mối tình đầu tiên á thì đó là em mới nghỉ học, em phụ bán cà phê với dì. Cái bạn ấy nói em á là mấy đứa bán cà phê không có đàng hoàng đâu, không quen. Còn cái mối tình gần đây nhất là em quen được 2 năm. Lý do chia tay là tại vì em nói em là công nhân may á thì gia đình bạn không hài lòng với bạn ấy hay kiểu vũ phu á. Đánh em hả? Dạ có lần em bị quan xong rồi em chưa kịp nói gì hết. Mà cái tính em thì em quan không bao giờ em giải thích, em chỉ có khóc thôi. Xong rồi bạn vừa vô vừa nói tiếng trước tiếng sau, bạn bộp cho em cái vô mặt. Trời ơi. Thôi bỏ đi, đúng rồi em bỏ. Không, em vẫn tha thứ, em bỏ qua. Thậm chí là bạn ấy còn kể với em bạn ấy đi ngủ với gái mà em vẫn bỏ qua. Bạn cứ lợi dụng cái ưu điểm đó rồi bạn cứ làm lỗi hoài vậy. Nên em thấy em hết kiên nhẫn được rồi, em tự ý em chia tay với bạn. Không vậy thì quá đáng quá. Không có được vũ phu nha bạn trai. Em không có đánh gì đó, em cười không mà. Rồi thì vậy cũng được. Tình trường của em sao? Em thì lúc em còn xong học 12 với quê anh thì mình có quen. Đó rồi em lên Sài Gòn em đi học, cái em mê chơi lắm. Chơi cái em đi học rồi em đi nhậu. Khi cái tình cảm mình nó không còn, ít gặp anh, cái tình cảm không có thôi mình phải chia tay nữa. Tụi em mong suy nghĩ muốn vậy tìm anh. Một người bạn trai như thế nào? Em mong muốn tìm bạn trai á cao từ 1m68 trở lên. 86 được không? Dạ cũng được. Cũng được. Với đặc biệt là không vũ phu, mà không cần biết ảnh đẹp trai hay sao, ảnh cứ hát hay là em đổ thẳng thôi. Bây giờ chết rồi chị ơi, em không có biết hát. Để nó làm câu thử coi. Một vườn cây hoa trái đơm bông, chiều về trên sông điều hò ai quen. Hát nhìn tôi tưởng đưa tôi qua sông nữa mà lắm. Bằng lòng đi em, anh đón em về. Người quê chỉ có tâm lòng, có chiếc xuồng ba lá để yêu em. Cái này chắc đổ nghiêng quá chứ không đổ thẳng quá. Hát đáp lại đi em. Hồi nãy em có nghe anh là anh hay nhậu đúng không? Em có bài nhạc chế này em hát em tặng anh luôn. Rồi, đây luôn. Anh dấu yêu ơi, anh đang đi nhậu ở đâu anh hỡi? Anh hứa hôm nay anh sẽ về nhà thật sớm cơ mà. Nhậu quên đường về phải không anh? Nhậu xong về nhà nói liên miên. Anh cứ lê la, anh cứ về pha. Sớm tối bê tha cùng với bia rượu. Ta nắm tay nhau, ta thoát cơn say cùng dắt nhau về. Hay quá. Còn cái gì em không thích ở người bạn trai nữa không? Em không thích bạn trai có bồ rồi mà còn đi thả thính gái. Bạn trai kia có hay lên Facebook đồ không? Có thả thính không? Có lên Facebook với chị mà em không có thả thính chị ơi. Lại em lên em like mà em không phải thả thính. Thả tim không ha? Em không có em thả like ta. Mà em thấy đẹp em like. À, người ta thả em là em dính đúng không? Dạ không chị. Với em muốn là khi mà em có bạn trai rồi em phải được công khai mối quan hệ chứ không phải giấu. Thôi em ở nhà đi hay là không công khai em chứ. Trên Facebook này nọ em hay tan tên thì lại xóa, em ghét vậy đó. Chị cũng ghét vậy lắm. Bạn trai, mẫu người lý tưởng em sao? Cao thì 1m58 trở lên thôi.
Thì biết làm ăn chăm chỉ là được rồi. Bên có cái kia... điều gì em không thích ở người bạn gái không? Em không thích nói dối thôi chị. Tại vì tính em là ai nói dối em là em cũng nghe như là không có chuyện gì xảy ra đó. Nhưng mà nhiều lần là em nói một lần, nhưng mà nói xong là em nghỉ chơi. Em phải nhắc nhở chứ, ví dụ em cảnh cáo lần 1, lần 2, lần 3 em chơi vậy khó quá. Về nhà có phụ bạn gái làm công việc nhà, có phụ vợ làm công việc nhà không? Thì em biết nấu ăn thì em nấu ăn được chị. Còn giặt đồ thì em không biết. Không biết giặt đồ? Dạ. Giặt đồ dễ nấu ăn nữa. Dạ em không, em biết giặt nhưng mà em làm biến lắm. Nhưng mà khi vợ đẻ thì em lo được vợ gì nào? Giặt giũ hay là mình nấu cơm nấu nước thì anh. Nói chung mà mình làm những việc nào vợ mình cần thì mình làm đó. Lo cho con được không? Được cho anh. Cho con bú được không? Dạ cho bú bình anh. Thì thiết cho bú bằng gì? Nói chung là lúc nào cần quá cần thiết mình phải làm thôi. Chính xác. Rồi để anh coi đàn gái sao nha. Trời ơi dễ thương quá. Nhưng mà ghen quá không tốt đâu em. Nếu như mà bạn trai với bên em hợp nhau thì khoảng bao nhiêu em đồng ý bên đây bước tới? Tầm khoảng nửa năm. Cũng được, nửa năm dạ. Được không em? Dạ được anh, em cũng tính sang năm anh. Được rồi, bên kia cũng cao nha, dạ. Cũng dễ thương luôn. Chuẩn ha, làm dâu được không em? Dạ được. Về Tiền Giang có công việc gì cho cổ làm không? Mai đồ chị. Đơn giản ha, dạ. Dễ mà. Có cái gì mà em không có thích ở người phụ nữ không? Phụ nữ phải đảm đang việc trong nhà xíu, đừng có lôi thôi quá, đừng có dơ quá. Tại vì một mình em dơ đủ rồi chị. Em dơ lắm hả? Em thí dụ giờ em đi làm về em mệt, em dơ đủ mình em thôi. Thí dụ mình đi làm về mình mệt, mình chưa tắm liền, mình nằm đó mình chơi Facebook gì đó này nọ không? Rồi có tắm không hay là chơi xong ngủ luôn? Tùy chị, có lúc mệt có ngủ luôn, chút thì tắm. Mà đa số là mệt đúng không? Không, cũng hơi hơi. Đi làm về là mệt. Không được, có vợ là phải tắm chứ. Đúng rồi. Không tắm vợ cho xuống giường à. Bình thường mình ở một mình thì mình chừng nào không được, có vợ khác. Nhà ai dọn dẹp nhà, sạch sẽ không? Chị sạch chị. Sạch không? Thơm không? Dạ, lâu lâu xịt dầu thơm nữa thơm. Được, cặp này xứng đôi à. Thôi mình hỏi ý kiến người thân đi, hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với chị họ của em. Em xin chào MC Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Chào em. Em là chị họ, cũng là bạn đồng nghiệp với Quyên. Em thấy anh trai bên đây thì cũng được. Tại em rung quá, không biết nói gì hết. Rung quá. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với ba dì của em với anh trai của em. Dạ chào dì. Dạ em chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Em là dì của Hải Đăng. Hải Đăng cũng cái gì cũng được á. Có khi đi làm về là tệ cái lần để đồ dơ vậy ngủ luôn. Ủa không thay đồ luôn hả dì? Không thay đồ. Không tắm mà cũng không cởi. Không tắm đâu. Không thay đồ luôn mà để vậy ngủ luôn à. Đó, nó không ngứa hả ta? Mà sáng dậy mình tắm anh. Em chào anh Nguyễn Linh, chào chị. Dạ em với này là chị em ruột. Thì nói chung là cháu em nó cũng xấu thì cũng xấu nhiều. Nhưng mà nói uống rượu, uống bia thì thời gian trai trẻ mà. Bạn bè thì xong công việc thì phải giao lưu. Vì nhận xét thấy con cũng là vui, cũng có cá tính, vì thích. Bây giờ là gia đình hai bên là coi như tương đối là ủng hộ hết rồi đó. Ăn thua là hai bạn thôi, mình tâm sự, mình trò chuyện với nhau ha. Rồi mở rau. Rồi, xin mời hai bạn tâm sự. Chào ha, xứng đôi ha. Nói chung là nhìn thấy dễ thương hơn anh nghĩ. Em làm thì trong thời gian em nó có rảnh lắm không? Thường thì 6 giờ là em kết thúc công việc rồi. Còn anh thì nói chung là có hẹn trước thì anh về, còn không hẹn anh nửa đêm mới về nữa. Rồi lỡ không hẹn trước mà cần liền thì được không anh? Tùy lúc em, tại vì cái công việc của mình làm đó, lúc mà nó, nếu mà nó không gấp á thì anh bất cứ lúc nào cũng có mặt được á. Làm gì tới nửa đêm? Dạ em thi công bên điện nước á chị. Mình làm những cái chỗ mà nó không được làm ban ngày có thể mình làm đêm. Mà có hẹn nhớ tắm nha anh. Tắm hôm nay tắm quá sạch luôn, tắm 2-3 lần luôn. Bộ đồ này giặt chưa? Dạ mới tin luôn chị, toàn bộ từ trên dưới là mới mua. Có đầu tư. Phải, tại mới mua, tại mấy đồ cũ nó giờ để cả tháng nào cũng giặt thú quắc ra không có mặt. Có đâu anh, em giặt ủi em đem ra bả giặt sạch trơn hết hà. Dạ em thì em thấy anh cũng chững chạc, cũng được, em cũng hợp tuổi, em tìm cũng cao nên cũng có ấn tượng tốt. Anh thì anh thấy em dễ thương á. Nửa sau này cưới nhau thì tiền bạc và ai quản lý, con cái thì sao, tụi em bàn với nhau luôn đi. Chứ mà tiền bạc thì ai giữ cũng được anh, nhưng mà em không thích giữ tiền đâu, giữ tiền cũng nặng đầu lắm. Thôi để em quản lý tiền, anh quản lý con là gì. Cũng được đâu, sao đâu. Nếu hẹn hò rồi hẹn ở đâu vậy anh? Nói chung mà ở đâu cũng được em, anh ở ngay ngã tư ga mà em alo với anh chạy tới liền. Thì em chỉ thích đi chơi cuối tuần, tại vì trong tuần em mới làm về em cũng lười lắm. Em hồi trước khi có lúc không có bồ em hay xem phim ở nhà rồi em tự cười tự khóc, mình có khi
Có khi tìm hiểu mấy anh thì sáng ngủ đi chơi em đồng ý đó, tối em dở chứng em không đi. Công việc của anh đó là làm cắt ngày trong tuần hết luôn, anh không có nghỉ ngày nào á. Chủ nhật thì mình tăng ca làm luôn, nên là nếu mà có hẹn thì anh sẽ nghỉ anh ở nhà. Tính anh đó là anh thích làm chứ mà không, anh không thích nói, anh cũng không biết nói làm sao. Ví dụ mình nói nhiều quá mà mình làm không được thì sinh ra mình lại nói dối. Đặt tay vào nút bấm đi hai em. Suy nghĩ thật kỹ tương lai hạnh phúc của mình đó. Một, hai, ba. Hết thời gian. Xin mời. Ô, em có bấm luôn á. Rồi, nắm tay đi. Mà hai gương mặt này có tướng phu thê nè, cũng hơi giống giống nhau nè. Thì em chị em cũng nghĩ vậy luôn. Tướng tá cao ráo ha. Rồi bây giờ xin gì đi à? Em đợi đã giờ muốn chết đúng không anh? Thì xin đi. Dì ơi, hôm nay giống như bấm nút là bạn gái con cũng xin phép trước rồi, mình xin hôn trước. Mình phải đúng rồi, xong nó qua bên đây. Như chị bên đây là cho em xin phép hôn bạn em của chị. Em muốn tìm một cái mẫu người bạn trai như thế nào? Ê, cho em cái cười cười có răng khểnh xíu. Mấy cái răng khểnh? Cái được là gì ơi? Anh có hàng đều răng khểnh mới được. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời Hà Mai. Mời bạn nam. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Em ngồi. Em giới thiệu về mình đi. Em chào chị Cát Tường và anh Huyền Minh và các bạn. Ủa các quý vị khán giả luôn đừng quay à. Gì mà rung em dữ vậy? Em tên Hoàng Minh. Tên gì? Danh Hoàng Minh. Danh Hoàng Minh. Dạ, 27 tuổi. Em người làm điêu khắc tượng Phật. Quê quán ở Bến Tre, hiện đang công tác làm việc tại Long Thành, Đồng Nai ạ. Mời bạn nữ giới thiệu. Em xin tự giới thiệu. Em tên là Thảo. Năm nay em 24 tuổi, quê em ở Đồng Tháp. Hiện tại em sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Mình làm công việc gì? Dạ, hiện tại em là sinh viên năm 2 ngành luật. Chưa ra trường hả em? Dạ, em học hệ giờ học giờ làm á. Nên em có đi làm rồi chị. Em đang làm công việc gì? Dạ, em làm PC. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Em sống tự lập nên em biết nấu ăn. Nhưng mà có cái là nấu ăn không có được ngon cho lắm thôi. Cái điểm yếu của em thì em là người có tính hơi gia trưởng tí xíu. Rồi coi. Cô gái dân bên miền Tây, Đồng Tháp mà nhỏ xíu tuổi mà tính hơi gia trưởng. Em gia trưởng là sao em? Em biết ngay sao nhưng mà em thấy là mình suy nghĩ gì thì mình muốn mọi người đều làm theo ý kiến của mình. Đúng rồi. Mọi người trái lại. Cô chắc cô suy nghĩ đúng không mà cô không cho người ta làm không có được trái lại. Có thể là lúc đó em suy nghĩ nó không được đúng nhưng mà tiếp xúc em thì phải theo ý kiến em tí xíu. Có gì thì trao đổi ý kiến em sau. Nhưng mà lúc mà có những đông người thì nên nhường em tí xíu. Nhường mà nhiều khi ý kiến em trật quốc rồi tầm bậy tầm bạ mà nhường cái gì? Em thấy mình suy nghĩ lúc nào cũng đúng hết. Trời. Ủa mới nhiêu tuổi à? Cô phán câu thấy ghê không? Em suy nghĩ lúc nào cũng đúng. Trời, tôi 40 tuổi mà tôi phán 10 câu trật cái chín rồi đó cô. Em mình nghe bên kia gia trưởng chút xíu em thấy lo không? Dạ không, cũng không lo mấy anh, thì em cũng là người miền Tây mà đến gia trưởng cũng nằm trong máu rồi đâu có gì đâu. Gì miền Tây gia trưởng nằm trong máu? Ờ có ngược không? Miền Tây làm gì có gia trưởng? Miền Tây có gia trưởng mà anh. Đâu có thì trong gia đình em gia trưởng nhiều. Gia đình em gia trưởng, em có gia trưởng không? Dạ cũng ít là anh muốn gia trưởng nhiều rồi em. Bây giờ hai người quen nhau rồi ai cũng gia trưởng hết trơn rồi rồi ai làm theo ai? Đã thấy nào hợp lý làm gì ơi. Với phần em cũng nhiều bạn gái á, không có hơn thua bạn gái đâu. Em nói cụ thể về cái việc của em làm chút xíu đi Minh. Dạ em là Minh điêu khắc tượng Phật, thạch cao với xi măng anh. Cái này phải có kiên nhẫn lắm mới làm được đúng không? Cũng phải có hoa tay mới làm được chứ. Cũng em cũng làm lâu rồi, có chú trong gia đình cũng nhiệt tình chỉ. Em học nghề điêu khắc lâu chưa? Dạ khoảng 10 năm anh. 10 năm rồi. Hay à. Hồi đó học cái gì ra, học điêu khắc luôn hả? Dạ không, em bên đây làm với chú. Tức là học nghề của chú thôi đúng không? Rồi có người yêu chưa? Dạ cũng có người yêu rồi chị, được hai mối tình. Có một mối tình lâu nhất 4-5 năm vậy á. Rồi xong người yêu đi tu luôn. Hả? Hay vậy? Em làm sao mà
Em điêu khắc tượng Phật, em quen người yêu 4 năm ta đi tu luôn là sao em? Dạ, tại vì khi người ta, nói chung mọi người cũng ăn chay, sau này người ta có tâm nguyện đi tu, theo mẹ đi tu. Em không giữ lại được hả? Cũng có phiên ấy mà không được. Rồi mối tình thứ hai sao em? Mối tình thứ hai cũng quen được ít thời gian sau không hợp nhau chia tay. Lý do sao không hợp? Thấy ta đòi hỏi quá, mình không đáp ứng được thì thôi rút lui cho an toàn. Hoàn cảnh quá. Nãy giờ em nghe mấy mối tình bên kia em sao em ngồi em cười thúc thích vậy em? Tại em thấy số bạn đó xui quá. Số bạn đó xui quá hả? Giờ không biết bữa nay gặp em là xui hay hên nè. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Em cũng có hai mối tình giống bạn bên kia, đều là thầy học trò hết. Một mối tình là yêu đơn phương thôi. Mối tình thứ hai thì em quen cũng được 3 năm mấy. Do là mọi người một hướng đi khác nhau á. Bây giờ nó lo chờ chút xíu anh Quang hỏi chút xíu thôi. À chào em gái. Anh em... nãy giờ anh ngồi anh kia suy nghĩ hoài, anh phải qua gặp em liền. Em có ăn chay không? Dạ không. Em không bao giờ ăn chay. Anh lo sợ ăn chay cái mai mốt đi tu nữa mệt lắm. Nãy giờ nghe anh bên kia nói em cảm nhận ảnh là người thế nào? Chắc ảnh ấy cũng hiền nhưng mà nghe ảnh nói là cũng gia trưởng xíu á, thì nên em cũng hoang mang tí xíu. Không, ảnh hiền lắm. Những cái người mà làm cái công việc đó hình như nó vận vào người rồi em. Rất là hiền. Được á. Lỡ em lo sau này ảnh làm tượng Phật á, cái khi nào ảnh đi tu luôn. Tu không? Đúng à. Lo đúng rồi chứ. Đúng à. Lo đúng à. Không có đâu, em bảo đảm không có đi tu đâu. Có không? Dạ không, tu tại tâm em à. Giữa chừng đừng bỏ người ta đi tu tội nghiệp. Dạ không, em không có tu đâu anh. Còn ví dụ như em làm gì mà buồn, cô bên kia đi tu thì sao? Đi tu lần nữa hỏi vợ luôn. Dạ. Rồi bây giờ không, mình hỏi bạn trai bạn gái nè. Bây giờ đó cái khoảng cách địa lý như vậy, hai người nói chuyện với nhau vài câu coi bây giờ là mình hẹn hò nhau sao? Dạ nếu mà em có cơ hội thì em sẽ lên thành phố ạ, không sao. Tình yêu mà không có khoảng cách đường xa hay thời em gian gì. Hỏi bên kia em cần gì ở anh? Hỏi luôn đi. Em cần gì ở anh? Anh ơi, anh có câu nào mà nó lãng mạn tí xíu không? Cái câu đó nó hơi đâm vô lòng người ta. Thôi lãng mạn chút đi. Em lãng mạn đông người quá, không có lãng mạn được anh ơi. Một mình khổ mới lãng mạn hả? Thường lãng mạn em làm gì? Tặng hoa, rồi đi ăn, đi uống cà phê, những quán tình cảm rồi. Cũng chưa lãng mạn lắm, lãng mạn hơn nữa coi. Em giờ rung quá trời, em cũng không biết nói. Mình đưa cổ đi dưới mưa ha, rồi tặng hoa, rồi cầu hôn gì đó. Hay là mời cô ra một bờ sông đẹp, thiệt đẹp, xõa tóc dài ra ngồi ngắm nhìn xong em nặng tượng. Ngồi đó học đi, chút xíu nữa kéo màn lên là phải nói câu nào lãng mạn nha không? Bây giờ mình hỏi bạn gái nè, bây giờ em muốn tìm một cái mẫu người bạn trai như thế nào? Em thì không quá quan trọng ngoại hình, nhưng mà được cái thì cho em cái cười cười có răng khểnh xíu. Mấy cái răng khểnh? Cái được là gì ơi? Một cái thôi hả? Cái cho nó dễ thương. Anh có hàng đều răng khểnh hết được. Rồi ngoài răng khểnh ra cái gì nữa? Yêu chó nè, có xu hướng là nuôi chó giống em, như có thể sau này thì có thể nuôi nguyên đàn chó cũng được. Trời ơi, nuôi em biết nổi chưa nữa, mà nuôi gì dữ vậy, từ từ đi. Cười coi, cười cười. Cười cười cười, trời ơi cười. Cười to lên. Không có răng khểnh. Có răng hô à. Được không? Nuôi chó không? Có, em thích nuôi chó lắm chị. Nuôi nguyên đàn luôn, nổi không? Nổi chị, chó đâu có gì đâu vậy. À, đợi xíu nha. Có điểm gì không thích người đàn ông không? Em thì không thích đàn trai hút thuốc. Nếu mà có hút thuốc thì đừng có hút trước mặt em. Rồi hút lén được, rồi tiếp. Cờ bạc rượu chè tốt nhất là đừng nên có. Gì nữa không? Thôi vậy được rồi chị. Được rồi ha, thuốc không? Dạ, từ xưa vậy em có thuốc gì? Rượu chè gì không? À, ngoại giao thôi, chút ít à. Cờ bạc? Dạ không, cờ bạc thì không có. Rồi tốt, thế em muốn kiếm người bạn gái như thế nào? Cao gần 1.5 tư lên, biết gửi phép thì người lớn. Tôi nhìn là được rồi, không cần gì hỏi chị. Tại vì nấu ăn thì em cũng biết nấu rồi, nên thì cũng không cần bạn gái nấu ăn. Bao lâu rồi tiến tới? Dạ, nếu được thì năm sau vậy. Nếu giờ bạn kêu lên thành phố ở trọ để bạn ấy đi làm trên này cho nó tiện thì em thấy sao? Dạ, đó thì em có thể tạo điều kiện được. Tạo điều kiện là sao? Tạo điều kiện lên đó làm hả chị? Lên trên đây có chỗ để làm không? Có, cũng có ông chú làm ở đây. Thôi vậy cũng được ha. Rồi, hôm nay bạn gái có đi với ai không nè? Dạ, em có đi với chị gái và hai đứa em ở chung phòng. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường, chào khán giả. Em là chị của Thảo. Rồi, chào chị. Em thấy em trai bên này nhìn cũng dễ thương, cũng hiền.
Nói chung là được, tại vì em tính nó cứng đầu lắm, tự lập lắm. Nói chung là nó là ship em luôn á. Cho nên cái người nào cứng quá thì chắc cũng không được đâu, tại vì nó đã cứng rồi. Phải có người nào dung hòa được. Mềm đúng không? Đúng rồi. Em thấy anh này cứng hay mềm? Dạ được. Được hả? Giờ em hứa chắc chắn em sẽ nhường bạn gái á, không có ăn hiếp đâu. Thì em tính em chị thấy em làm cái nghề đó là chị rất là vừa ý, tại vì cái nghề đó phải có cái tâm mới làm được, cho nên chị rất là thích cái nghề này. Dạ em cảm ơn chị. Rồi được rồi ha. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với bà, với em họ, với bạn á. Ồ có bà hả? Bà gì? Bên nội bên ngoại? Dạ bên nội. Con chào bà. Dạ chào bà. Chào chú Huyền Linh, chào cô Cát Tường. Dạ tôi là bà nội của Minh, coi như bà nội đi. Dạ. Thì bà nội nó là chị tôi. Dạ. Vậy như bà nội rồi. Rồi. Nhưng mà giờ nó ở với tôi từ nào giờ lâu rồi. Cũng siêng năng, giỏi vắn, lo làm ăn mà điều cà phê, rượu, trà thì không có. Hai cháu bên này thì cũng được. Thì giờ hay nếu mà hai đứa nó có tiếng nhau mà nó có quen được nhau mà nó kết hôn được thì tôi cũng mừng. Cũng được thôi. Dạ. Vậy thôi giờ tôi cũng nhường lại cho bạn nó nói. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên Hương, bạn thân của bạn Minh. Thân không? Dạ thân. Thấy bạn gái bên đây cũng dễ thương. Coi cô bộ cũng hợp với bạn em. Cô bộ cũng hợp hả? Tánh tốt lắm, luôn giúp đỡ bạn bè hoạn nạn khó khăn. Đấy, bạn bên đây hiền giống như bạn đang nói chuyện với em đấy. Rồi thôi, kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt đi. Một cô gái rất là xinh, cố gắng thuyết phục. Xin cảm ơn em, rất vui gặp em. Cảm ơn. Cảm nhận thế nào về người đối diện? Lần đầu tiên em gặp anh, cảm nhận như thế nào vậy anh? Thở đi để rung quá xỉu á. Em thấy anh cũng dễ thương, tính tình thì cũng hiền, nhưng mà có cái là không có cái răng khểnh giống chó nữa, em không có. Trời đất ơi, sao trời. Ủa thì ra là thích cái răng khểnh là để giống con chó hả? Cái gì kỳ vậy em gái? Gặp người yêu đầu tiên mà nói không có cái răng khểnh giống con chó, em không thích. Thật sự nha, rất là hiền. Nếu mà anh có em gái em gả cho nó liền luôn. Ăn hiếp ta nha cô. Đừng ăn hiếp nha. Bây giờ rút lời nói lại. Anh cảm nhận với em như thế nào? Em hơn sự tưởng tượng của anh. Cảm ơn anh. Sao dám nhìn thẳng vào mặt người ta đi, mới cảm nhận nhìn đâu hồi không vậy? Hồi xưa nó dùng khuyết điểm của em mà nói chuyện không ưu gót cái phần em nhắc gái lắm. Nếu mà sau này mình có đi đến hôn nhân á thì anh sẽ lập nghiệp ở đâu? Tùy theo hai đứa mình sắp xếp hả? Anh thì công việc thì ở Đồng Nai, thành phố cũng được. Vậy mình về Sài Gòn nha anh. Ok. Tại vì anh nói chung là có ông chú cũng làm lĩnh vực này luôn, ở trên Sài Gòn quận 6 luôn. Cưới nhau mình mới về Sài Gòn đúng không? Bây giờ lúc đang yêu nhau thì mình hẹn hò ở đâu? À Sài Gòn chị ơi. Chứ ông đâu có nở lòng nào để bạn gái chạy xuống Long Thành đi chơi với em đúng được. Đúng rồi, nở lòng nào ha. Mai về làm mình nắng con chó có răng khểnh dài khúc rồi. Cái đó được đó anh. Trời ơi được. Khoái rồi thấy chưa? Anh nói chơi mà khoái. Nói chung là ở đây em cũng rung, anh không có nói được gì hết. Nhưng mà ở đây mình cũng có cái duyên, thì nên mong rằng em cũng cho anh một cơ hội và cho em một cơ hội để mình tìm hiểu nhau. Anh rung lắm rồi. Em thấy thích cô đối diện không? Dạ có anh. Hả? Dạ có anh. Có không? Dạ có. Thích tim đập mạnh chưa? Dạ mạnh, nãy giờ cũng rớt cái tim ngoài anh ơi. Rồi, hết thời gian. Người ta muốn rớt cái tim ra ngoài luôn rồi kìa. Suy nghĩ cho thật kỹ. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Ấm yếu xìu à. Cái nút của ta bự vậy mà ấm. Ấm yếu xìu sao nó ăn được. Tôi đang hình dung ra cái cảnh mai mốt mà cô này cô dữ quá, cô ăn hiếp bạn cho cô ra, cô nói nó gì đó. Bạn cứ ngồi bạn khắc tượng Phật, khắc tượng. Sao? Một cái đi. Đây mọi người cái hung không quý vị? Hung không mọi người? Chị ơi, em phép hùng em chuyện cái. Chị cho rồi đó, chị cho cho nó kìa. Hung đi.
ở giờ coi cái điểm mà ra với không gọn gàng ở giờ mà không gọn gàng còn mệt dữ nữa với nóng tính ở giờ không gọn gàng ta nói cái nóng tính cái là ta mời nhà trai rồi mời em trai chào anh xin mời nhà gái đi. À, mời đi cưng. À, bây giờ thì mời nhà trai giới thiệu lớn lên cho bên nhà gái cùng nghe luôn nha. Dạ, em xin chào khán giả, chào chị Hồng Vân, chào anh Hương Linh và chào bạn đồng hành. Em tên là Ngô Đình Đào. Em năm nay 42 tuổi, làm nghề rửa xe. À, dạ. Mình rửa xe là rửa xe máy hay sửa xe ô tô? Dạ, tất cả xe ô tô, xe máy. Ồ, hay. Dạ, ngày nay hot lắm á. Rửa xe giờ 80 trăm mấy không á. Dạ. Rửa ở đâu vậy Đào? Dạ, ở đường Đồng Đen, Bầu Cát, Tân Bình, Tân Bình. Con xin chào cô Hồng Vân ạ. Con chào chú Quyền Linh và em chào bạn nam bên kia. Em tên là Trần Thị Ngọc Bích, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại thì em đang kinh doanh hai tiệm áo cưới ở Thủ Dầu Một, Bình Dương ạ. Một mình em mà có hai tiệm kinh doanh là của dạ. Một mình em hết đó. Dạ, em gầy em lên, dạ. Em quản lý hết luôn. Dạ đúng rồi ạ. Trời rất là giỏi nghe em. Còn bên nam là tiệm rửa xe, cũng là dịch vụ phục vụ khách hàng. Dạ, anh chăm sóc luôn á. Chăm sóc khách hàng luôn á. Anh nghĩ rằng hai em là có một cách giao tiếp với khách hàng rất là tốt mới làm được điều đó. Nhà trai giới thiệu một chút ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Cái khả năng giao tiếp thì em cũng có chút, nhưng mà không biết đó là ưu hay là khuyết, tại vì cũng nhiều bạn gái cũng không thích em. Sợ lỡ trong khuyết điểm của em thì nhiều lắm mà kể không hết. Thí dụ vài cái khuyết điểm đi. Ở giờ coi khuyết điểm mà ra với không gọn gàng ở giờ mà không gọn gàng nó còn mệt dữ nữa. Với nóng tính ở giờ không gọn gàng ta nói cái nóng tính cái là ta. Ủa nhưng mà ở giờ ngày anh tắm mấy lần? Dạ không, cơ thể thì không có nổi dơ, nhưng mà cái phòng ngủ cơ thể nó không ngủ dơ đúng không? Phòng ngủ bừa bộn đúng không? Thậm dạ. chí cái chỗ rửa xe nó sạch hơn cái phòng ngủ luôn. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi, tại cái đó là khách nó tới là mình phải chăm chút cái đó. Ừ. Còn cái phòng ngủ mình đâu có ai vô đúng không? Dạ. Nửa vợ vô, vợ lo cái phòng ngủ được. Ừ, dạ, thôi để hỏi bên đó. Đây coi tính tình ta có gọn gàng không nè. Dạ gọn gàng. Gọn gàng có sạch sẽ không? Dạ có, tại vì em làm bên ngành cưới á. Ừ, thì đó thì để hỏi vậy để mai mốt bù lợi cho anh kia. Điểm mạnh của em đó là em sống tự lập, em giỏi giờ về giao tiếp, em rất là đam mê kinh doanh. Ừ. Em máu kinh doanh dữ lắm và em rất là biết cách lấy lòng người lớn. Ừ, cắp vô một cặp là coi như lấy hết tiền của thiên hạ. Đúng luôn á. Ghê thiệt chứ. Không chừa phần ai. Chào chị. Ừ. Chị ở bên đây chị ấn tượng với cái giọng nói của em ghê luôn, cái voice của em rất là chắc. À, cảm ơn chị. Mà nó vang á. Dạ. Những người đàn ông vậy thường hay thành đạt á. Dạ. Em thấy anh Quyền Linh không? Giọng anh thấy ghê không? Bởi vậy MC quốc dân là vậy đó. Dạ. Vậy là Đào có mấy mối tình rồi? À, em có gia đình và em ly hôn khoảng 7 năm nay rồi. Có con chưa? Em có con? Dạ có rồi, một bé gái 13 tuổi. Dạ. Ở với mẹ? Dạ. Ta hay nói là con chim mà nó bị thương rồi đó thì nó ngại đậu lên những cành cong, nhưng mà anh chưa kiếm được cái cành nào thẳng nó chắc là không có dám đậu. Vậy thì nói ra nó hơi yếu xíu, nhưng mà thực tế là như vậy. Chia tay đó là ai chủ động trước? Cả hai cùng chủ động chị. 7 năm qua thì có gặp lại nhiều không vậy em? Vậy tụi em vẫn giữ liên lạc ở góc độ bạn bè để tạo điều kiện chăm sóc con. Chăm sóc cho con. Dạ. Yeah. À. Có khi nào mà ta nghĩ người ta nói tình cũ rượu cũng tới không? Dạ cũng có một chút giai đoạn, nhưng mà nó cũng lâu rồi, nhưng mà cả hai cũng nhìn nhận là không được thì không thể được. Dạ không thể được nữa, giống như cái đinh mà đóng vào cái miếng dán là rút ra nó vẫn còn cái lỗ. Người đàn ông thế rồi. Để đàn gái hiểu đúng rồi. Rõ hơn về đàn trai. Nhưng mà con gái em nó có đồng ý cái chuyện là nếu mà em có người mới không? Dạ có, cách đây hai bữa em có nói. Bé vẫn nói là ba lên đó thì ba cũng nói là ba có một người con là con nha. Thấy thương á, đã bằng tuổi Bí Ngô với lại Lê Mạc Dẻ đó. Thành ra là cái tuổi đó là tuổi nhạy cảm lắm á. Yeah. Mà em vui, em đồng ý cho ba em thì mọi chuyện là suôn sẻ hết, không có vấn đề gì. Không có, nó nhằn cũng mệt lắm. Đó không, em không chịu là cũng mệt lắm á. Yeah. Ok, rồi bây giờ hỏi tới nhà gái nè. Em có ngại về cái vấn đề anh nó một lần gãy đổ không? Dạ không sao ạ, tại vì thật sự thì em cũng đã từng ly hôn rồi ạ.
Ồ, tức là ly hôn bao lâu rồi? Dạ, được 2 năm rồi ạ. Được 2 năm, lý do? Chung là cũng do hai đứa em thôi ạ, chứ không phải riêng vì một mình ai hết. Dạ. Rồi em có con chưa? Dạ có, em có một bé gái 2 tuổi. Ở với bà ngoại. Ở với bà ngoại, nói chung là ở bên mẹ đúng không? Dạ, rồi đúng bà rồi. Ngoại canh giùm, dạ. Chăm sóc giùm. Dạ. Vậy tổng cộng nhà có 2 gái đó. Bé 2 tuổi nữa đó. Dạ. Rồi, để anh qua coi nhà gái sao nha. Đào 42 tuổi, cũng đâu có lớn tuổi gì lắm đâu. Nhìn trẻ lắm nghe, 42. Con chào chú Nguyễn Lên. Trời ơi, em gái xinh đẹp. Chào anh thôi, để anh để chú bị tổn thương. Chú đó. Cũng được, chú bác thì cũng được. Chào chú cả. là anh bị tổn thương đó cưng. Không sao đâu, chú bác thì cũng được hết. Dạ. Chú là idol của con á. Hả? Chú là idol của con á. Cảm ơn con nha. Rồi, bà nhà gái mong muốn một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, thì con cũng đã từng đổ vỡ rồi thì... Cái vấn lý do mà quan trọng nhất đó là con bị thiếu thốn về tình cảm á. Cho nên là con muốn mẫu người sau này của con á là giàu tình cảm, không có sống vô tâm. Có một mẫu hình lý tưởng nào không? Cao 1m7 trở lên. 7 trở lên. Tại vì con cũng lùn quá. Cho nên là con muốn bạn trai của con cũng cao cao chút xíu. Bạn trai của con là không hút thuốc, không vũ phu nha. Và phải đam mê kinh doanh giống như con cũng thích kinh doanh vậy lắm. Con thích bạn trai con là đam mê kinh doanh để có thể dạy cho con nhiều bài học hay về kinh doanh này nọ. Đây đam mê kinh doanh có rồi đó. Dạ. Nhưng mà còn cái hút thuốc, nhậu nhẹt, vũ phu gì đó. Sự là cũng không thích người đàn ông vũ phu và chắc chắn là em không có tính đó. Nhưng mà hút thuốc thì em có, với lại 1m7 thì em không tới. Tại vì em có 1m65 mà. Thường mà em làm mặt ngầu lắm, mặt lạnh lắm. Nên hay là gọi em là Đào lạnh lùng là vậy. Vừa lùng mà mặt lạnh nữa là lạnh lùng. Ở bên đây thì thấy rằng là bạn gái đang muốn 1m7 thì anh nghĩ rằng đây 1m65 mang dài lên cũng không sao. Ha? Mang dài 7 phân lên từ giờ ta mang cả tất không à. Thành rồi. Bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân đi. Hôm nay em đi với ai? Dạ, nay em đi với em gái của em chơi thân ạ. Chào em gái. Rồi. Dạ. Dạ, con chào chú Quỳnh Linh và cô Hồng Vân ạ. Dạ, con là em của chị Bích ạ. Thì em thấy anh này cũng rất là dễ thương. Với chị của em rất là giỏi về kinh doanh. Dạ. Nói chung chị em rất là mạnh mẽ luôn. Nếu mà được thì em mong hai người lại thành một cặp ạ. Rồi. Anh cảm ơn em. Nói rất là xúc tích luôn á. Ta đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với một người anh họ của em là anh Minh, với lại một số anh em đồng nghiệp. Thì anh rất là trẻ, dùng tại để râu nhìn hơi già. Xin chào chương trình, chào MC Hùng Vân. Dạ, anh chào. Chào MC Quyền Linh. Tôi là anh của Ngô Đình Đào. Anh em là anh em họ mà chơi với nhau cũng như là anh em ruột thân lắm. Cho nên là mình biết tính em mình, nói chung là nó rất đam mê mà nó là chân thật, là chịu khó nữa. Bây giờ tôi nhận xét về cô Đào Bích đây. Mà tôi thấy là cô này dễ thương à, ngon à. Ngon à, trắng coi như bông bưởi à, chứ không có giỡn à. Xinh đẹp á. Cái nước này nước D à, chứ không phải nước hết, chính xác. Cho nên là anh thấy như này Đào. Dạ. Hai người thấy thì nói chung là một người thì đã từng gãy gánh, một người thì cũng lỡ chuyến đò. Anh thấy là nó hợp. Thì em và Quýt thì mình cho nhau một cơ hội ha. Cũng mong cho cặp đôi này là vợ thành chồng để anh đi đám cưới, đi mô tô rồi mình làm rước dâu đồ với ồn ào đồ, đúng không? Rồi, xin cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Mở rào. Anh chào em. Anh chào anh. Quá trời trời đó. Tôi phải lên tôi cầm phụ anh rồi đó. Anh có bó hoa tự làm, nó không được đẹp nhưng mà đây là cái tấm lòng của anh. Cảm ơn anh nhiều ạ. Cái này là đẹp lắm rồi á. Cái này chay nước hoa. Em cần xịt không anh? Đúng rồi đó, xịt cái mùi nó đúng cái mùi của mình hay cái không? Cái gu mình không đúng không? Ta lâm cho nó thơm coi. Anh xịt cho em nha. Đó, cưng ghê không? Đẹp. Đúng mùi mình thích không nè? Dạ, mùi thơm lắm chị, vậy thì dễ chịu đó. Không nhận thơm, y dầu thơm luôn. Thơm thiệt. Dạ anh ơi, em cũng không biết tặng anh cái gì á. Em là bên ngành cưới á. Cho nên là em sẽ tặng anh bộ đồ vest ha. Trời ơi, mở ra luôn. Dạ, anh cũng muốn mà thử đi coi nó có vừa không. Đào, mở ra luôn Đào, thử luôn Đào. Dạ, em thử luôn nha chị ha. Thử cái áo khoác coi. Ngại quá. Thay kia luôn, thay kia. Trời ơi. Wow, mặc luôn. Mặc luôn Đào, mặc luôn đi chị.
ấy cái cổ ra cưng, ấy cái cổ cho anh cho nó chỉnh chu xong rồi mặc luôn đi cưng. Vừa luôn vừa có luôn. Có điềm rồi nghe, có điềm rồi đó. Dạ được anh. Trời ơi. Hai đứa chụp tấm hình luôn đi. Giống như quá trời. Anh cảm ơn em rất là nhiều. Vừa in luôn á, ghê thiệt chứ. Chúc mừng. Rồi hai đứa nói chuyện đi. Dạ hồi nãy em có nghe anh nói đó, là anh nóng tính á. Dạ không biết là anh nóng tính như thế nào vậy anh? Anh chơi mô tô. Anh nóng tính là anh lấy xe, anh chẳng hạn anh chạy ra Phan Thiết rồi anh chạy về. Vậy đó, nếu mà nhà có đồ gì để rẻ thì đập một hai cái. Chứ vậy thôi chứ không có cái chuyện vũ phu. Lúc nóng lên sao biết được cái nào rẻ, dạ, cái nào mắc. Cái kia lựa chứ. Có một sự tính toán nhẹ hả? Anh nóng là anh đừng đập em là được. Chắc đập đồ nhựa không, dạ, quá ha. Ừ. À, thí dụ hẹn hò nhau em ở Bình Dương đúng không? Dạ đúng rồi, em ở Bình Dương. Hồ Chí Minh để xem thế nào. Vậy anh cảm thấy đó, khoảng cách nó xa quá không? Anh trời có... ơi, cái mô tô người ta phóng một cái dèo, dẫn người ta đi đi Phan Thiết rồi sáng đêm người ta về người. Bình Dương là cái gì đúng không em? Dạ. Ừ. Chạy từng tiếng là tới em mà. Dạ. Làm gì tới? Cái khoảng cách địa lý thì theo anh nghĩ thì nó cũng không có gì là cản trở. Em hỏi thử đi, nếu anh Đào anh nhìn em có anh thấy nhắm cái cành cây này nó có thẳng không hay là nó cong? Cơ bản là nó cứng. Cứng đậu được không? Cứng đưa cứng để đậu được rồi đúng, dạ, không? Thì cảm giác em thôi thì cái gì cũng phải có thời gian thì em nghĩ vậy. Dạ thì thật sự thì khi mà em đã trải qua một lần rồi em niềm tin về hôn nhân em nó bớt đi nhiều rồi á. Em sợ cái cảm giác đó một lần nữa cho nên là em phải làm cái người nào đó làm cho em thật là sự tin tưởng chắc chắn là sẽ mang tới hạnh phúc cho em á thì em mới dám thêm một lần nữa chứ em cũng sợ. Đúng đó, dạ, anh thấy thế này nè. Đúng rồi. Giữa hai em á đều chững chạc hết rồi. Dạ. À, có thể quyết định rất là sớm nhưng có thể không quyết định gì cả. Dạ. Nếu như chính xác chúng ta biết đây là một nửa thương của mình quyết định luôn. Dạ. Anh nghĩ rằng là em nên đến bên bạn gái, nắm tay bạn gái để chúng ta có thể trao nhau một cảm xúc đầu tiên. Anh nắm tay đi. Nắm hai tay luôn, nhìn thẳng. Nắm hai tay luôn, nhìn thẳng mắt cô gái. Vì sao anh nhớ em thế này? Trời ơi, tôi tưởng tất hoàng. Nhung nhớ đông đầy trong lòng mặt. Trời ơi hát. Buổi chiều con gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay. Hay quá em ơi. Trời ơi. Bích hát đi, nhìn tặng hát Đào một bài đi. Này này là anh gì ơi, anh gì ơi, anh gì ơi. Ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Đời này ta chỉ mong bên dòng sông ngoài có nhớ có thương. Được đấy. Đấy. Một chút thẹn thùng như thế, đó là một trong những điều rất là ấn tượng. Ngày hôm nay anh nghĩ rằng là các bạn đủ lớn, đủ suy nghĩ, đủ để chúng ta có thể quyết định một điều lớn lao trong cuộc đời của mình rồi. Và tiến hành bấm nút thôi. Nếu các bạn cảm giác đây một nửa bạn gái của mình, bấm ngay, đừng chờ đợi gì cả. Đúng rồi, không cần tôi đếm nếu luôn. Nếu thích chúng ta bấm luôn. Một. Nếu đúng bấm, không đúng chúng ta nhường nút bấm cho người khác. Hai đó, người ta bấm mất rồi. Hai ba rồi xong hết thời gian. Đào rất là nhanh nhạy nha, một cái tặc là bấm liền thôi, không cần suy nghĩ. Bấm tay nào. À, nói chứ các bạn thật sự là đủ lớn để quyết định những điều lớn nhất trong cuộc đời của mình rồi. Rồi Đào ơi, yeah, đặt một nụ hôn đầu tiên đi. Hồi nãy thấy mấy ông anh suối quá suối kìa. Hôn đi đó. Bây giờ đến cơ hội của em rồi đó. Yeah. Anh khá dứt cái đoạn đó thôi.